Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3 của Đài Truyền hình Việt Nam America TV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay, và chương trình hân hạnh được bảo trợ bởi nhà hàng Thiên Ân nước mía Biển Đông của như VNTV Home Shopping. Kính mong quý vị sẽ ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Vâng, như vừa rồi là quý khán giả đã theo dõi một cái cuộc phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi dành cho một người ở trong cái tiệm nail Kaylan ở ngay góc đường 64 và cũng nhờ và cái đường Green. Và chắc là nếu quý vị mà ở Phoenix đó, thì chắc là biết đâu quý vị đã từng ghé đến tiệm này và biết cái con đường này. Thì Nhật Khánh đó, sau khi mà mình đọc cái bản tin của ABC rồi xong bắt đầu mình nghe cái lời gọi là interview của chúng tôi vừa rồi đối với lại cái người nhân viên ở trong tiệm nail, thì Khánh thấy sao? Thì rõ ràng là hai cái sự việc thấy diễn ra khác nhau. ABC thì cho rằng là người Việt của chúng ta tự nhiên là đánh khách, nhưng mà thực sự mà nói đúng là rõ ràng mình trước khi mà interview cái anh chàng này mình đã nghĩ phải có lý do gì đó thì cái người làm nail này mới đánh vị khách, trong khi khách đã là khách thì thậm chí mình còn cái gì, người ta còn nói cái gì khách hàng là thượng đế làm sao mà dám đánh khách. Cho nên qua cái cuộc trò chuyện này chúng tôi thấy rõ ràng rằng là cái cô người mẫu nào đây mà nói mình là ở New York đó. Dạ, cái cô người mẫu này có tên là Erin Turkovic, mà cô luôn luôn miệng cho rằng mình là người New York, người am New York. Nhưng mà cô ta lại túm áo, túm tóc rồi làm xé cái áo của cô Kỳ Hương này. Vậy là một ba đồ là phải nổi tiếng, là phải đàng hoàng. Đúng rồi. Thậm chí là người ta đánh mình còn phải control lại, đúng không? Mà đây thì cô ta lại nấm tóc chị Hương và còn làm rách áo nữa. Dạ, tức là cô ta là cái người nấm tóc trước rồi xong rồi còn làm rách áo của người ta. Rồi cho nên là bắt đầu mới... Nhưng mà chị Hương chỉ cũng tức giận. Dạ. Chúng tôi hiện giờ thì chưa biết sự thật 100% như thế nào, nhưng mà trước mắt quý vị đã nghe được cái cuộc đối thoại của tôi và một người nhân viên hay là chủ mà anh ta đã giấu tên ở trong cái nhà của cửa hàng đó, của cái tiệm nail đó, thì ít nhiều quý vị cũng sẽ thấy được cái vấn đề rằng là dạ ôi cái trời như nào. Tóc của cô ta cũng bị cắt luôn. Cái này là cuộc ẩu đả cũng khá là mạnh mẽ này. Dạ đúng vậy, cũng bởi phải là ngay cả trong tiệm lúc đó cũng không còn đông người. Dạ. Cho nên là cũng không có nhiều người can hay lắm. Dạ, chỉ có 4 người nhân viên thôi. Đúng. Chỉ có 4 người nhân viên và 2 người khách hàng. Đó là cái cô người mẫu Turkovic này cùng với người chị của cô giấu tên là Bright. Đó thì một cái cuộc ẩu đả mà tóc của cô này thì bị cắt. Mà cô chị thì nghe nói là cô chị đó rất là nice, rất là dễ thương. Đó thì giống người không có có vấn đề gì, cái cô em thì lại như vậy. Dạ. Đó, thật ra đây là đó cái hình ảnh đó là chị Hương. Nhìn chị chụp hình này thì cũng hơi ngầu một chút. Cho nên là Mỹ Linh không có biết là thật ra tính tình của chị có hiền lành không. Đúng. Thật ra cái gương mặt đó nó cũng biểu hiện nhiều thứ lắm. Một khi mà mình hiền đó thì cái nét mặt của mình nó cũng khác. Nhưng mà nhìn nét mặt chị Hương thì Mỹ Linh thật sự có nói cảm nhận Mỹ Linh không có thấy hiền lắm đâu. Đúng. Có lẽ là mình phải chờ thêm sự việc diễn biến như thế nào. Rồi chúng tôi sẽ theo dõi này để coi thử là tòa án kết luận như thế nào vấn đề này, rồi rút cái chúng tôi sẽ thông báo đến cho quý vị. Dạ, và tiếp đến một bản tin của Nhật Khánh. Bản tin của Nhật Khánh đến ngày hôm nay đến từ Việt Nam về bà tượng bà Chúa Xứ ở núi Sam ở An Giang, mà gần như quý vị nào của chúng ta, nhất là ở Việt Kiều hay là người Việt Nam cũng đều biết đến cái ngôi chùa này vì tương đối là nó linh thiêng và gần như ai cũng khắp nơi đổ về chùa này. Thì hiện nay trên chùa có một cái hiện giờ mọi người đang đổ xô đó đến xem, đó là một cái vòng đeo cổ trang trí dành cho bà Chúa. Người dân gần như rất là thích thú vì cho rằng đây là một sợi dây có 102 ở tất cả các chùa. Một sợi chuỗi có 162 lượng vàng, gồm có 162 lượng vàng và 187 hạt chuỗi. Nó gồm có 187 hạt, 3 lớp, 162 lượng vàng và cái hạt chuỗi chính giữa nó gồm có 5 lượng vàng. Wow. Và hạt chuỗi được xăm trổ thành những hoa mẫu đơn tượng trưng cho cái sự trang trọng và nhân từ của bà. Chuỗi hạt mang rất là nhiều ý nghĩa về tâm linh và hoa văn trên chuỗi có chữ hình, có hình chim phụng phun những cái hạt châu nhỏ nhỏ ra kết thành dây và tỏa thành nhiều hướng. Vậy là nó được làm tỉ mỉ, rất là tỉ mỉ và tỏa nhiều hướng thì có ý nghĩa rằng là bà sẽ ban phước lành cho khắp thế gian. Dạ. Và hạt chuỗi này sẽ được mang ra đeo cho bà vào ngày 14, 15, 19 và 29 và 30 âm lịch hàng tháng. Dạ. Cho đến mỗi ngày lễ, mỗi tháng thì mới được đem ra. Nhưng mà trong thời gian mà cái sợi dây này đang rất là mọi người tò mò muốn đến xem thì hiện giờ người ta vẫn đeo cho bà. Dạ. Để cho nhưng du khách mà phải tới cẩn thận. Dạ, tại vì lỡ biết đâu nó bị ăn cắp. Nên quý vị thấy là ngôi chùa này cũng nguy hiểm lắm mà. Ngôi chùa này là đã rất là khá đông, bản thân Nhật Khánh đã từng tới được một lần tới. Đông đến mức độ mà khói nhang mà cay mắt luôn, mà chen chân vô không lọt luôn đó. Rồi người người đỏ heo là coi như xếp hàng.
xếp hàng. Và theo ban quản trị cho biết, doanh thu từ khách du lịch đến đây là đã được 66 tỷ Việt Nam, là từ lúc đầu năm đến giờ là đã thu nhập được 66 tỷ. Có nghĩa là con số khách du lịch đến đây và những người đến cúng rất là đông. Dạ vâng, thưa quý vị biết là bà chúa xứ núi Sam á, cái câu chuyện nó cũng hay lắm. Đã có một người đi lên trên núi Sam ở cái vùng châu Đốc này, thì bỗng nhiên thấy một cái bức tượng. Mà bức tượng này tương truyền có thể là một vị thần của người Khmer. Nó có hình tượng của một người đàn ông, gương mặt của một người đàn ông. Nhưng mà khi mà về đến cái văn hóa Việt Nam mình với cái văn hóa mẫu hệ thì chúng ta lại mặc sim y mặc này cho bà, cho nên quý vị sẽ không nhận ra đây là phụ nữ hay đàn ông hết. Nó có những cái nét mà nhưng mà nó lại có khuôn mặt rất là đầy đặn, cho nên nó giống như một cái sự phồn thể đó. Nó tạo cái văn hóa phồn thể, văn hóa của thờ mẹ của người Việt mình, cho nên là tượng này rất là linh thiêng, được quý vị, được mọi người ủng hộ lắm. Nên quý vị nào mà có về Việt Nam, núi Sam xuống đó, có về Việt Nam thì cứ đến thử một lần, và nhất là đợt này Nhật Khánh cũng, nếu có về cũng tranh thủ xem cái sợi dây chuyền của bà quá là đẹp luôn, quá là to và nặng nữa, 162 lượng vàng luôn. Dạ vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi rất tiếc là thật là có nhiều bản tin muốn chia sẻ cùng với quý vị, nhưng mà không còn đủ thời gian nữa. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi phần tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt, và một lần nữa rất mong quý vị sẽ luôn yêu thương và ủng hộ cho chương trình. Kính chúc một ngày thật là đẹp đến với quý vị.